đi qua và không biết là anh em đã làm gì trong ngày này nhỉ? Chở con đi chơi, hẹn hò cùng người yêu hay ăn bánh thưởng trà. Riêng cá nhân anh Thư đã có một đêm trung thu tuyệt vời cùng chân gà, trứng bách thảo và bia hơi. Sau trung thu có anh em nào tăng cân vì ăn bánh trung thu thập cẩm trứng muối không ta? Có anh em nào thèm ăn bánh trung thu chưa nhỉ? Còn nếu chưa thì bây giờ hãy cùng anh Thư đến với một đề tài khá thú vị, hơi nặng cân và cũng nhiều mỡ một tẹo. Đảm bảo xem xong là hết muốn ăn bánh nữa luôn. Nào cùng anh Thư bật mí bí mật của những anh chàng sumo mập mạp trắng trẻo và dễ thương nha. Một sumo cũng còi xương. Nghe vô lý đúng không? Nhưng mà thật nha, ngày nay các võ sĩ sumo đều phải tuân theo một chế độ nghiêm ngặt để tăng cân và có một thể hình béo tròn nõn nà nhưng ít người biết. Cách đây vài thế kỷ, tiêu chuẩn của sumo thời đó cũng xoàng thôi. Thật vậy, sumo thời xưa ở Nhật Bản cũng gầy nhom, không khác gì các thanh niên Vinahouse của Việt Nam là mấy. Hai, mafia thích xem sumo. Hệt như mấy giang hồ mạng Việt Nam thích nhảy Vina hay, mafia Nhật Bản thì lại rất thích xem những trận đấu sumo. Thậm chí năm 2010, ban đảng mafia lớn nhất Nhật Bản đã mua hẳn 50 vé cho các thành viên của mình xem thi đấu. Theo anh Thư nghe ngóng được thông tin thì lý do ban đảng này xuất hiện rầm rộ như vậy là vì họ muốn ủng hộ đại ca của mình. Ông đại ca thích sumo đến mức vừa đuổi mũi trong tù, vừa xem mấy anh mập thi đấu. Ba, võ sĩ sumo không lái xe. Nghe vô lý nhưng cũng thuyết phục đúng không? Hiệp hội sumo của Nhật cấm các võ sĩ sumo lái xe, họ chỉ được đi xe buýt, tàu điện. Mà cũng đúng thôi, thử anh em tưởng tượng xem, từng đấy kg mà ngồi lên con xe Honda Lead thì chịu sao nổi. Anh Thư cũng thắc mắc mỗi khi đi mua vé xe buýt thì một anh sumo phải mua bao nhiêu vé nhỉ? 4. Ném đá kiểu sumo. Ở Việt Nam chúng ta có khái niệm ném đá để thể hiện sự chỉ trích, phản đối về một vấn đề gì đó. Trong môn sumo cũng có một hiện tượng tương tự như ném đá của Việt Nam, chỉ là nó mềm mại hơn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thật vậy, khán giả đến xem sumo thi đấu và được ngồi trên một chiếc gối để theo dõi. Nếu trận đấu sumo đó quá dở thì khán giả sẽ thể hiện sự ném đá của mình bằng cách ném gối vào võ sĩ. 5. Trọng tài sai sẽ tự mổ bụng. Trọng tài của sumo nổi tiếng là những người rất trung thực, thậm chí có người còn đem theo dao và cam đoan rằng nếu họ có sai sót trong việc thực thi luật của trận đấu, họ sẽ mổ bụng tự sát ngay tức khắc trên võ đài. Nghe ghê đúng không anh em? Nhưng mà từ cổ chí kim tới nay chưa có vụ mổ bụng nào xảy ra đâu. Trọng tài bóng đá của V-League mà có cái luật bắt sai phải mổ bụng thì chắc giờ này mổ xong cỏ hết rồi nhỉ. 6. Mập mạp trắng trẻo chắc gì đã sướng. Anh Thư là rất thích gu đàn ông có bụng mỡ mỡ xíu nha. Nhưng mà mấy anh sumo thì hay quá đà rồi. Để có được thân hình như vậy thì anh em đoán được mấy anh phải ăn ra sao rồi đúng không? Mà ăn nhiều chắc gì đã tốt đâu. Các sumo vì cân nặng quá đà thường hay bệnh tim mạch nè, bệnh gan nè, bệnh thận nè, bệnh tùm lum thứ bệnh. Hơi khổ các anh. 7. Thằng nào mập trước, thằng đó có quyền. Ở Việt Nam có thành ngữ ma cũ bắt nạt ma mới thì mấy anh sumo cũng y vậy luôn. Mấy anh sumo non trẻ mới vào nghề sẽ phải nghe lời của sumo cao cấp hơn. Phải nấu ăn, lau nhà, quét nhà, thay quần áo, làm mọi việc mà mấy thằng mập lâu đời yêu cầu. Thậm chí nhiều sumo trẻ còn bị hành hạ đến thiệt mạng trong các lò đào tạo sumo. 8. Phụ nữ không được chơi sumo. Hồi xưa anh Thư bị béo phì cho nên cũng định chơi sumo cho nó hợp tính và hợp tướng. Nhưng mà qua tìm hiểu thì mới biết sumo không dành cho chị em đâu. Thậm chí ở Nhật Bản phụ nữ còn không bao giờ được đặt chân lên sàn đấu dù chỉ là vô tình bước qua. Người ta cho rằng như vậy là mất đi sự linh thiêng của võ đài. Thậm chí nữ thống đốc một tỉnh của Nhật định bước lên võ đài để trao giải còn bị đuổi như là đuổi mũi. Bởi vậy, sau đó anh Thư quyết định giảm cân và chuyển sang chơi bóng đá cho đến tận ngày hôm nay.
Ok, như vậy là ngày hôm nay anh Thư đã cùng tất cả anh em bật mí những bí mật không phải ai cũng biết về những anh chàng sumo trắng trẻo mập mạp. Anh em thấy những thông tin của ngày hôm nay như thế nào? Nếu thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để có thêm nhiều video chất lượng nha. Còn bây giờ, anh Thư phải đi ăn nốt mấy cái bánh trung thu còn thừa đây. Bye bye!